Một miền đất huyền thoại, trong câu ca xưa hay những câu chuyện cổ, hồng cúm him lam một mường thanh dòng sông nậm rô. Vẫn còn đây một thời hào hùng, vẫn vẹn nguyên một thời máu lửa. Một Điện Biên âm vang hào hùng, một Điện Biên như trong huyền thoại. Mảnh đất Điện Biên giờ đã đổi thay, đẹp trong câu hát. Văn hóa Lao động tỉnh Phú Thọ xin được trân trọng chào đón các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể quý khán giả đến với chương trình giao lưu nghệ thuật chính luận bài ca Điện Biên. Chương trình đang được truyền hình trực tiếp trên sóng PTV, phát trực tuyến trên website phuthotv.vn và được live stream trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ. Kính thưa quý vị, 9 năm làm một Điện Biên, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng. Những câu thơ của nhà thơ Tố Hữu đã đi vào trái tim của biết bao thế hệ khi nhắc về một chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Ngày 7 tháng 5 năm 1954, khi lá cờ quyết chiến, quyết thắng của quân đội ta tung bay trên nóc hầm The Cattery, cũng là lúc chiến dịch Điện Biên Phủ giành thắng lợi hoàn toàn. Sự kiện lịch sử trọng đại này đã kết thúc cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, bảo vệ, phát triển thành quả cách mạng tháng 8 và mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử cách mạng Việt Nam.
70 năm đã trôi qua, những mảnh đất bị bom cày, đạn xéo năm xưa giờ đã lên màu cỏ mới. Những ngọn đồi từng là chiến trường ác liệt giờ lại bung nở hoa ban, hoa mận, hoa mơ. Nhưng những ký ức 56 ngày đêm khoét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt mãi là ký ức vàng son trong dòng chảy lịch sử dân tộc Việt Nam. Và để hiểu hơn về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và tri ân những đóng góp to lớn của những chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến là người con của quê hương Phú Thọ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh cùng các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật chính luận bài ca Điện Biên. Và trong một không gian đặc biệt ý nghĩa như thế này, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các quý vị đại biểu khách quý. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Hữu Điền, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Dương Hoàng Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu nhà báo Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ, chỉ đạo nội dung chương trình ngày hôm nay. Tới dự chương trình ngày hôm nay còn có sự hiện diện của lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành thị trong tỉnh. Đặc biệt, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ, Công ty Cổ phần Super Food Fast và Hóa chất Lâm Thao, Hệ thống Phòng khám Thẩm mỹ và Chăm sóc Sức khỏe Chủ động Hoàng Tuấn, Viettel Phú Thọ, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Khai thác Công trình Thủy lợi Phú Thọ, Công ty Điện lực Phú Thọ, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Sổ số Kiến thiết Phú Thọ đã tài trợ cho sự kiện quan trọng này. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng chào đón sự góp mặt của những nhân chứng lịch sử, cựu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, những người con của quê hương Phú Thọ đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Xin trân trọng cảm ơn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội cựu chiến binh tỉnh, Hội cựu thanh niên xung phong, Tỉnh đoàn Thanh niên đã phối hợp tham dự chương trình, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí tới dự và đưa tin, cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân đến theo dõi, cổ vũ cho chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa xin được nồng nhiệt chào đón tất cả quý vị đã đến với chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, chiến dịch Điện Biên Phủ là cuộc chiến tranh nhân dân dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Bác Hồ. Chiến thắng được kết tinh bởi tinh thần đoàn kết, ý chí sắt đá và một chiến thuật hợp lý. Từ cuối năm 1951, quân đội ta đã có những thử nghiệm chiến thuật đầu tiên tại tỉnh Phú Thọ. Để rồi chưa đầy 3 năm sau, chúng ta đã có một chiến thắng Điện Biên khiến cả thế giới phải kinh ngạc. Kháng chiến 3.000 ngày, không đêm nào vui bằng đêm nay, đêm lịch sử Điện Biên sáng rực, trên đất nước như huân chương trên ngực, dân tộc ta, dân tộc anh hùng. Mùa đông năm 1951, Pháp mở cuộc tiến công đến hòa bình với âm mưu xây dựng xứ Mường tự trị. Bên cạnh đó, chúng mở rộng khu chiếm đóng, tăng cường phòng ngự phía tây nam đồng bằng Bắc Bộ. Thực dân Pháp đã tập trung quân và trang bị vũ khí, xây dựng cứ điểm Tu Vũ Phú Thọ thành một cứ điểm quân sự bất khả xâm phạm. Đêm ngày 10 tháng 12 năm 1951, tiếng súng trên mặt trận Tu Vũ mở đầu cho chiến dịch hòa bình bắt đầu nổ trên tất cả các hướng tiến vào trung tâm cứ điểm Tu Vũ. Các đơn vị của ta bị pháo địch bắn dữ dội. Cuộc chiến diễn ra vô cùng ác liệt. Đến rạng sáng ngày 11 tháng 12 năm 1951, sau hơn 5 giờ chiến đấu, Trung đoàn 88 và lực lượng vũ trang địa phương đã làm chủ hoàn toàn cứ điểm Tu Vũ. Chiến thắng Tu Vũ là một trong những trận đánh với chiến thuật công kiên đánh đồn đầu tiên của quân đội ta, có ý nghĩa mở màn cho chiến dịch hòa bình. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã khẳng định, chiến thắng Tu Vũ là trận công kiên lớn nhất mở màn chiến dịch, và không có trận Tu Vũ
thì không có trận Him Lam độc lập. Ngày 13 tháng 3 năm 1954, pháo binh Việt Minh đồng loạt nã vào cứ điểm Him Lam, mở màn cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Tỉnh đã huy động gần 1.500 thanh niên lên đường nhập ngũ, bổ sung cho bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương. Huy động gần 70.000 người trực tiếp phục vụ chiến dịch, trong đó có trên 19.000 người là dân công hỏa tuyến. Tổng số dân công vận chuyển gạo và tham gia nhiệm vụ phục vụ chiến dịch là hơn 260.000 người. Sau 56 ngày đêm chiến đấu dũng cảm, vượt qua muôn vàn gian khổ, gan không núng, chí không mòn, 17 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5 năm 1954, ta đã chiếm sở chỉ huy của địch. Tướng De Castri cùng toàn bộ bộ tham mưu và binh lính tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ phải ra hàng. Lá cờ quyết chiến quyết thắng của quân đội ta tung bay trên nóc hầm. Chiến công năm xưa và
những đóa hoa trong rừng đất thiêng cài lên đầu xuân chúng ta đi nơi kia điện biên non cao hoàng liên sáng niềm tin chúng ta hành quân trên đường lên tây bắc quốc xa mơ hiệp chung biên giới chiến thắng mù. Kính thưa quý vị, 70 năm về trước, chứng kiến đất nước bị thực dân Pháp xâm lược, lớp lớp thế hệ người Việt Nam nói chung và người con của quê hương đất tổ nói riêng đã tình nguyện lên đường tham gia chiến dịch. Ở tuổi 18 đôi mươi đẹp nhất của cuộc đời, họ đã đi chiến đấu, không hề run sợ trước kẻ thù. Giờ đây, những chiến sĩ Điện Biên năm xưa đều đã ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng mỗi lần nhắc tới chiến thắng oanh liệt tháng 5 năm 1954, họ lại như sống dậy tuổi trẻ hào hùng của một thời hoa lửa. Giặc là nó hoành hành ghê lắm, nó kiểm soát. Thế là cứ đêm là ngày, mà ngày lại nghỉ. Nếu mà sợ thì có làm được cái việc gì. Tất cả bộ đội nói chung và dân công biết lúc khi thế nó vui lắm. Không nghĩ gì, cứ chết như thế cả. Nói đi đâu là đi, và làm gì thì làm đến nơi đến chốn. Lúc đó thì không có ai sợ gì cả. Các anh dân công hỏa tuyến, dân công bợ xe thồ đều trên đường đi vừa cười vừa hò vừa hát. Và chúng tôi cũng vừa cười vừa hát vừa làm đường. Dưng dưng xúc động và tự hào. Đó là cảm xúc của chiến sĩ Điện Biên năm xưa khi cầm trên tay kỷ vật vô giá. Huy hiệu chiến sĩ Điện Biên Phủ được ông Phùng Xuân Lộc cất giữ trong 70 năm qua. Năm 1954, chàng thanh niên người Mường khi đó vừa tròn 20 tuổi. Trên đường hành quân, ông cùng các anh nuôi không quản ngại khó khăn, gánh nặng, đào bếp, nấu cơm để anh em chiến sĩ có cơm ăn nước uống kịp thời. Trước khi vào bộ đội ấy, thì huấn luyện tân binh ở ngoài Cẩm Khê, ở huyện Thanh Ba, xong có 2 tháng huấn luyện thôi. Xong là bắt đầu đi chiến dịch, đi bắt đầu từ Cẩm Khê vào huyện Lập mình, lấy gạo về cứ hành quân qua Yên Lập lên đằng xuống Châu, lên Châu Cúc, trèo đèo Con. Lên đường nhập ngũ khi vừa 18 tuổi, chàng thanh niên quê Cẩm Khê, khi đó hừng hực khí thế, quyết tâm thắng giặc trở về. Câu chuyện của đôi vợ chồng già vẫn luôn là ký ức những ngày trực tiếp tham gia chiến đấu của ông. Như bao người con quê hương đất tổ ngày đó, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc,
ông Lê Xuân Trường vác ba lô ra chiến trận. May mắn trở về sau chiến tranh, những ký ức của 70 năm về trước vẫn theo ông suốt cả cuộc đời. Họ cùng chung ý chí quyết tâm, gan không ngứng, chí không mòn. Những bước chân ngày ấy xông pha nơi chiến trường và chậm rãi trong đời thường, bình yên bên gia đình. Làm suốt ngày đêm, dồn dập lên mà tưng bừng lắm. Thế mà nhất là cái phút mà tôi làm vào thì là quyết liệt lắm, đông vui lắm, nhưng mà cũng là lúc đó là cái quyết tâm của mọi người để giành cái thắng lợi cho chiến dịch. Không sợ gì cả. Đấy, đằng sau thì khẩu súng, đằng trước thì cái bản đồ đúc ở túi. Có khi là đi đêm đi ngày đấy, để kịp thời giao cho các đơn vị bộ binh người ta đào hầm đào hào để chuẩn bị chiến dịch. 70 năm sau, những chiến sĩ Điện Biên năm xưa giờ cũng đã ở tuổi xưa nay hiếm. Những đóng góp hy sinh, ý chí quật cường, công lao to lớn của họ mãi được khắc ghi trong trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Trong chiến thắng lịch sử này, quân và dân đất tổ luôn tự hào vì đã có đóng góp không nhỏ vào thắng lợi trên mảnh đất nơi địa đầu, phên rộng của Tổ quốc. Vâng, quý vị vừa theo dõi một phóng sự về những chiến sĩ Điện Biên trong hành trình ngược dòng thời gian 70 năm về trước. Và để hiểu hơn những câu chuyện và được lắng nghe nhiều hơn những bài học về tình yêu Tổ quốc, ý chí quyết tâm, tinh thần dũng cảm của người lính Cụ Hồ, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với những nhân vật đặc biệt của chương trình ngày hôm nay. Họ là những chiến sĩ Điện Biên, những người trực tiếp tham gia chiến dịch, góp phần vào chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Và chúng tôi xin trân trọng chào đón và kính mời lên sân khấu ông Lê Xuân Trường ở thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê. Và ông Lê Trung Lập ở xã Tiên Du, huyện Phú Ninh. Hai khách mời đặc biệt sẽ cùng giao lưu với chúng ta ngày hôm nay. Vâng, theo dõi phóng sự vừa rồi thì quý vị có thể thấy là những chiến sĩ Điện Biên của chúng ta, mặc dù đã ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng khi nhắc tới những chiến thắng ấy thì các ông vẫn rưng rưng xúc động và trào dâng một niềm khí thế. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng được lắng nghe những câu chuyện của những con người đã đi qua khói lửa của chiến tranh. Thưa quý vị, trên sân khấu lúc này là hai vị khách mời đặc biệt. Và ngồi ở giữa sân khấu, quý vị có thể theo dõi, đây là ông Lê Xuân Trường ở thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê. Ông sinh năm 1935 và ông là cựu chiến sĩ Điện Biên. Và người mà ngồi bên phía tay trái theo ánh nhìn của quý vị, đó là ông Lê Trung Lập ở xã Tiên Du, huyện Phú Ninh. Ông sinh năm 1930. Vâng, và nghe mà năm sinh thì quý vị có thể thấy là các ông đều rất cố gắng, nỗ lực để đến với chương trình ngày hôm nay. Vâng, các ông đã được lắng nghe những tràng pháo tay cổ vũ rất là nhiệt tình của quý khán giả, và quý khán giả cũng đang rất là nóng lòng mong chờ được nghe các ông chia sẻ về những câu chuyện. Cả ông, cả ba ông, cả hai ông đều lên đường khi mà tuổi 18 đôi mươi, còn rất là trẻ thôi. Và vì sao khi đó các ông lại quyết tâm lên đường tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ? Có lẽ câu hỏi này dành đầu tiên cho ông Lê Xuân Trường, người mà cũng đã xuất hiện trong phóng sự vừa rồi mà quý vị vừa nghe. Xin phép là cho tôi cũng hơi nhiều tuổi tí, cho tôi xin phép là tôi ngồi nói thôi. Chứ còn như vậy là coi như là bây giờ nó sức khỏe thì cũng được, nhưng mà tuổi nó cao rồi thì chân chiếc rồi thì ấy nó run lên, nên là các đồng chí thông cảm. Xin thưa các đồng chí lãnh đạo của tỉnh, rồi tất cả các đồng chí đồng bào đội của tôi và tất cả bà con, anh em, các đồng chí có mặt trong cái buổi lễ kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng Điện Biên. Đơn vị chúng tôi thì là như vậy là coi cũng nếu xác định, xác định nó cũng như là một hạt cát, nhưng mà hạt cát rất quan trọng. Thế và cũng như là hàng vạn các chiến sĩ, dân công hỏa tuyến và các lực lượng xe cộ tham gia, thì chúng tôi cũng chỉ là một vị trong ấy. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng những cái nhiệm vụ mà chúng tôi trực tiếp tham gia ấy, thì nó quan trọng vô cùng, mà nó góp phần cho chiến dịch, mà chúng tôi mừng rỡ lắm. Mà chúng tôi cũng lúc đó thì cũng nghĩ, sau thì là chúng tôi nghĩ là như vậy là nhân dân Phú Thọ chúng ta đấy, là quân và dân là tham gia cũng nhiều đấy.
Không biết là các bá, các cô thì nắm được, nhưng tôi thì cũng không nắm được. Nhưng mà tôi gom lại là cái cảm xúc của tôi thì là có đơn vị và lúc đó là của quân khu Bắc thì tăng cường thôi, chứ cũng không thuộc quân số của đại đoàn nào. Tức là 308, 312, 316. Rất là phấn khởi, rất là mừng để có cái sự tham gia của chiến dịch, mà cũng là người con của Phú Thọ, là chúng tôi vẫn phải cử một bộ phận tăng cường cho cái tuyến, tức là từ ngã ba Tuần Giáo vào còn xa nữa, nhiều nữa. Nhưng mà cái quãng ấy cũng là cái quãng quan trọng, tức là rà soát cái bom nổ chậm từ ngã ba Tuần Giáo. Mà nếu mà ngã ba Tuần Giáo này nhá, ai tham gia thì trong ngã ba Tuần Giáo này cũng có huy hiệu chiến sĩ biết đấy. Thế thì như vậy là coi như là chúng tôi tham gia quãng đường ấy để làm gì? Tức là như vậy vào mặt trận để, tức là bảo đảm cái an toàn cho xe cộ của mặt trận, rồi thì cho quân của năm đại đoàn, và như vậy dân công hỏa tuyến từ cái tuyến ngã ba Tuần Giáo vào trong đó. Thì chúng tôi cũng thấy rất là gian khổ, và lúc đó là cái chiến dịch và của chúng ta nó gần cái giai đoạn cuối rồi thì nó quyết liệt lắm. Như ông vừa nói là ông làm nhiệm vụ giả bom để cho xe đi qua, và ở đây chúng ta có một người lính lái xe, đó là ông Lê Trung Lập ở xã Tiên Du, huyện Phú Ninh. Vậy thì ông Lê Trung Lập có thể chia sẻ về cái nhiệm vụ lái xe khi đó. Lái xe ở chiến trường thì chúng ta cần có những cái kỹ năng gì đặc biệt, và làm thế nào để tránh máy bay địch và cho xe lưu thông được an toàn ạ? Trong cái quá trình Việt Nam ta đánh nhau với giặc mà đến ngày nay ta đã được vinh quang, mọi sự tốt đẹp, thì tôi không nói, tất cả đều toàn thể nhân dân trong cả nước chúng ta mà không gắn bó, không làm sao được mà không thể đánh được chúng nó. Nhưng mà Việt Nam ta nhất là chịu khó là dù không cứ gì phải ăn no, đói bụng vẫn đánh được giặc, đi lên trên là vất vả lắm. Thế nên mà gọi là ta đi bộ chứ không phải đi mang xe đi được mà đi đánh giặc được. Thế là coi là cứ thế mà ta đã dẫn chúng nó là chúng nó thua. Thế thì đến ngày nay ta được hạnh phúc như thế này là quá trình quá tốt. Xin báo cáo các đồng chí. Thế là Minh Toàn Dân. Vâng, quý vị có thấy không ạ? Hai vị khách mời của chúng ta đều đã hơn 90 tuổi rồi, nhưng mà tinh thần thì vẫn rất là hừng hực, khí thế. Và thưa ông Lê Xuân Trường, ông có thể chia sẻ, trong phóng sự vừa rồi thì ông nói là không sợ gì, cứ thế mà tiến lên. Nhưng trong phần trả lời đầu của ông thì ông lại nói rằng vượt qua rất nhiều gian khổ. Ở trong trận mạc của chiến dịch thì cái nhiệm vụ thứ hai là được giao chúng tôi là phải sửa chiến hào từ Him Lam vào đến A1. Mà Him Lam ấy thì là được xác định là cửa ngõ, như các ông chí đã biết rồi đấy, cửa ngõ của Điện Biên, và A1 là Ít Hầu. Thì vừa ấy, đồng chí Đặng Quốc Bảo đã nổ một tấn bộc phá ở chân đồi A1 để cho quân ta, tức là đánh chiếm và đánh vận động chiến hay gì đó là chiếm của A1. Thì như vậy đơn vị chúng tôi là cũng có mấy mũi là phải sửa lại chiến hào ấy dưới làn mưa đạn của kẻ địch, bởi vì như vậy là trong lúc đó nó tập trung để tiêu diệt các cái lực lượng của ta. Mà trong cái lúc mà tôi nói chuyện đấy thì như vậy là vào cái giai đoạn, tức là chúng ta chuẩn bị rồi giai đoạn phản công và tổng phản công đấy, thì cái chỗ đó thì chúng tôi thấy là cũng góp phần vào để, tức là như vậy là cho các đại đoàn chiếm lấy A1. Thế từ cái A1 ấy xong bắt đầu lại tiếp tục được giao là chúng ta chiến đấu, tức là các đại đoàn của tiến công vào sở chỉ huy thì phải qua cái cầu, nhiều hướng nhiều mũi các ông chị ạ, nhiều hướng nhiều mũi, nhưng mà có cái mũi tức là quan trọng là như vậy là phải đánh qua cầu Mường Thanh, dưới là sông Nậm Rốm ở trên đấy. Thì thật sự thì chúng ta quyết tâm lớn lắm, quyết tâm đặc biệt, cho nên là chúng ta cũng bị hy sinh nhiều. Nhưng mà chính là cái chỗ đó, chính là cái trận ấy để chúng ta giành cái quyết thắng quyết liệt. Thì như vậy là coi như là đơn vị chúng tôi thì là, tức là như vậy là làm cái ví dụ chẳng hạn là bắt sống tướng được Gattori thì do anh Hoàng Văn Vinh, hoặc là như vậy là coi như là cái đại đội của Tạo Quốc Luật là sư đoàn 32. Thế thì chúng tôi được
tức là cũng đánh vào cái chỗ quan trọng là đơn vị chúng tôi đánh vào trận địa pháo. Thì trong chiến dịch Điện Biên ấy thì chỉ có 2 khẩu pháo, 155, còn rất nhiều trận địa nhưng mà 2 khẩu pháo to lắm các chị. Thế sau đó chúng tôi lại tiếp tục, tức là đánh vào kho vũ khí, kho hậu cần. Rồi thì lúc đó là sân bay nó rộn rã và nó dồn dập ghê lắm các ông chị ạ. Thế thì như vậy là, nhưng mà lúc đó là cái chiến thắng nó thôi thúc, nó gần gũi và nó tựa như là một cái tâm huyết của mình, của anh em. Chứ không có ngại hy sinh mà cũng không có ngại gì cả. Không ngại hy sinh, không ngại gian khổ, một lòng một dạ đi theo và làm theo nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. Và đó chính là cái ý chí quyết tâm của người lính bộ đội Cụ Hồ. Vậy thì còn đối với ông Lê Trung Lập thì sao ạ? Điều gì đã thôi thúc ông vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để hướng đến ngày chiến thắng ạ? Bây giờ là quá gian truân, nghĩa là đi điếc và đi từ đi bộ khi không có cái xe, sau rồi mới mò được vài cái xe đạp á, tức là xe thô. Bây giờ thì quân và dân là rất vất vả, thế mà không ngờ đâu mà ta đã triệt được cái chiến dịch ấy, là ta đánh rất thắng. Thế là nhiều mà nó còn vân vân, bây giờ nó dài thì nó còn nhiều quá. Bây giờ tôi xin đại biểu là cho tôi nói đến thế thôi. Vâng, những chia sẻ rất là đơn sơ, mộc mạc, giản dị như chính tâm hồn của những người lính bộ đội Cụ Hồ, và chính những con người như thế này, thưa quý vị, đã làm nên một chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Chiến dịch Điện Biên Phủ chính thức bắt đầu mở màn bằng trận Him Lam vào chiều muộn ngày 13 tháng 3 năm 1954. Chỉ sau 5 giờ đồng hồ chiến đấu, ta đã hoàn toàn làm chủ cứ điểm Him Lam. Giữa trận địa còn ngổn ngang xác pháo, xác địch, mùi thuốc súng, nhạc sĩ Đỗ Nhuận đã sáng tác ca khúc Trên đồi Him Lam để tưởng niệm, tri ân các chiến sĩ đã hy sinh, đồng thời cũng thể hiện khát vọng chiến thắng, khát vọng hòa bình và ý chí quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh của những người lính Cụ Hồ. Trận Điện Biên chiến hào xuất kích, đôi Him Lam ta tiến vào, đột phá tiêm đao tiến đánh vào, đi mở đường thắng lợi. 3 tháng đổ mồ hôi ta tới đây, quyết diệt cho hết quân thù. Chúng ta dốc lực sức ta lớn mạnh, mau dồn lũ chúng nó xuống vực sâu. Ở đây chúng ta không quên quê hương kia, ruộng đất thân yêu đang đợi chờ. Toàn quân đã đi là thắng. Hôm qua pháo nổ Điện Biên, lá cờ quyết thắng cầm trong tay ta tiến vào, đột phá lô cốt ta đánh vào. Khi mở đột phá cầu, máu đã đổ vì dân ta nhắc cầu, máu đổ ta tới luôn cày. Vượt lên nở máu chúng mày phải trả ngay. Ở đây chúng ta không quên bao anh em đồng chí hy sinh trong trận này, nguyện cầu quyết tâm ta phải thắng. Xuống đôi Him Lam ta cắm cờ, đường mới chúng ta kéo pháo vào. Qua nhọc nhằn gian khổ ta thấu tỏ lòng dân, ta tới đây góp lực để thắng trận này. Tin về thắng trận Bác Hồ rất mừng vui, đồng lúa thắm tươi lại càng vui. Ngày nay chiến công vinh quang đem xuân lên Tổ quốc thân yêu. Sông lên Tổ quốc thân yêu đang
suối sâu, đèo cao, đường lên Điện Biên vô cùng hiểm trở. Trong những ngày tháng ác liệt của cuộc kháng chiến chống Pháp, để vận chuyển lương thực, thuốc men, vũ khí lên Điện Biên, xe đạp thổ là một lựa chọn. Người có sáng kiến cải tiến xe đạp thổ giúp chở được nhiều hàng hóa, đó là dân công Ma Văn Thắng, quê ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Bằng ý chí sắt đá, kiên cường và sức sáng tạo không giới hạn, lực lượng dân công hỏa tuyến đã lập nên những kỳ tích anh hùng, biến những phương tiện thô sơ thành phương tiện vận tải tối ưu để cung cấp kịp thời vũ khí, lương thực phục vụ chiến đấu. Từng đoàn xe đạp thổ nối đuôi nhau, ngày xuyên đêm vượt núi, băng rừng chi viện cho tiền tuyến. Chiếc xe của kiện tướng xe thổ Ma Văn Thắng đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Dân công Ma Văn Thắng đã cải tiến chiếc xe để nâng mức chở hàng hóa từ 80kg lên hơn 200kg, nặng hơn gấp nhiều lần so với trọng lượng cơ thể của một người bình thường lúc đó. Đặc biệt, chiếc xe này đạt kỷ lục chở 325kg hàng hóa phục vụ chiến đấu. 21.000 chiếc xe đạp thổ đã vượt đường đèo dốc trên 1.500km. Vận chuyển trên 25.000 tấn vũ khí, lương thực, thực phẩm phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. Binh chủng xe đạp thổ, binh chủng duy nhất trong lịch sử quân sự Việt Nam và thế giới. Khi mà dân công ta có cái sáng kiến là lắp thêm các thiết bị, rồi gia cố thêm về khung sườn, chịu lực của cái những đôi lốp, những đôi vành, thì nó đã nâng cái trọng tải lên để chở được một cái trọng lượng là hơn 300kg trên một chuyến thổ. Thì cái nghị lực cũng như là cái ý chí, quyết tâm của dân công Ma Văn Thắng đó phải nói là có một cái tình yêu nước, rồi cái quyết tâm là tất cả cho tiền tuyến, tất cả thì chiến thắng quân thù. 70 năm sau ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, cô dân công hỏa tuyến Đinh Thị Chắn giờ đã gần 90 tuổi. Mắt đã kém, chân đã chậm, nhưng hàng ngày bà vẫn giữ thói quen vườn tược bếp núc. Bởi với bà, vận động đôi tay đôi chân là cách giúp mình khỏe hơn, minh mẫn hơn. Vì thế, ký ức về những ngày đi dân công hỏa tuyến vẫn in sâu trong tâm trí bà Chắn. Lúc bây giờ là tôi có 17 tuổi, theo cái lời của bác đấy, thế là mình phải cố gắng thôi. Tàu bay ở trên đó thì nó ngày nào nó khủng bố, ngày nào nó thầm bom. Khổ thì không phải chịu thôi. Đã đến đấy là trách nhiệm của nhà nước là mình phải làm lấy đường mà đi chứ. Dốc Pha Đin, chị gánh anh thổ. Đèo Lũng Lô, anh hò chị hát. Với tinh thần tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng. Cuối năm 1953, đầu năm 1954, tỉnh Phú Thọ đã huy động được hơn 19.000 thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến, đưa vào sử dụng gần 1.200 xe đạp thổ làm công tác vận chuyển, hơn 3.000 thuyền màn phục vụ trên các tuyến sông, 80 xe trâu, xe ngựa, đóng góp hơn 4.300 tấn gạo, hơn 330 tấn thịt, hơn 140 tấn đỗ lạc vừng cùng nhiều chăn màn, quần áo cho các chiến sĩ ngoài mặt trận. Một sống hai chết, người thì cứ sống lúc nào biết thế thôi, chứ còn ở nhà tôi thì bố mẹ tôi bảo thôi chết rồi, ngày thì đi ẩn, tối vào thì đã bắt đầu hành quân, cứ bắt con đầm đó treo đằng người để cho sáng bắt đường quân đi. Công việc chính bây giờ là toàn là gánh gạo thôi, ở cánh đồng gánh gạo từ đấy đi sang, chuyển sang các đơn vị khác, đi vào cái chiến dịch rất là phấn khởi. Đi nhưng mà tối đêm nhất khó nhọc như thế mà vẫn cứ khí thế, đi là cứ ca hát, cứ hò hát này khác. Trong âm vang bài ca 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, những cô dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong năm xưa đều đã ở tuổi xưa nay hiếm. Bên con cháu trong niềm vui tuổi già, hưởng trái ngọt hòa bình, độc lập. Ký ức về 56 ngày đêm khoét núi ngủ hầm, xẻ núi, lăn bom vẫn mãi là ký ức hào hùng, oanh liệt trong chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Thưa quý vị, để có những ngày tháng năm lịch sử, đông đảo lực lượng dân công hỏa tuyến và thanh niên xung phong đã tham gia phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ với tinh thần quyết chiến,
quyết thắng. Bằng ý chí sắt đá, kiên cường và sức sáng tạo, họ đã biến những phương tiện thô sơ thành phương tiện vận tải tối ưu để cung cấp kịp thời vũ khí, lương thực, phục vụ chiến đấu, góp phần viết nên trang sử vàng Điện Biên Phủ như quý vị vừa theo dõi ở trong phóng sự. Và nối tiếp chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng giao lưu trò chuyện với những cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến. Xin trân trọng kính mời lên sân khấu bà Đinh Thị Chắn ở xã Tất Thắng, huyện Thanh Sơn, bà Hà Thị Khoán ở xã Vĩnh Chân, huyện Hạ Hòa và bà Nguyễn Thị Na ở phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ. Xin trân trọng kính mời ba vị khách mời sẽ lên sân khấu để chúng ta sẽ cùng được nghe những chia sẻ của những cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trong ký ức 70 năm về trước tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Thưa quý vị, trên sân khấu lúc này là ba cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, những người đã tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Và trong bộ quần áo của dân tộc Mường, như quý vị đang thấy, đó là bà Đinh Thị Chắn ở xã Tất Thắng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Bà là dân công hỏa tuyến và bà sinh năm 1937. Và mặc một chiếc áo dài màu xanh như quý vị đang thấy và đeo một chiếc kính, đó là bà Nguyễn Thị Na ở phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ. Mặc áo dài tím như quý vị đang theo dõi ở đây, đó là bà Hà Thị Khoán ở xã Vĩnh Chân, huyện Hạ Hòa và bà sinh năm 1930. Một câu hỏi hơi riêng tư một chút đối với các bà, đó là các bà lập gia đình năm bao nhiêu tuổi và hiện tại gia đình mình đang có mấy con, mấy cháu ạ? Cả hai ông bà nhà tôi đều đi ở mặt trận Điện Biên. Thế sau khi về thì đến lúc mà tôi năm 1960 tôi mới xây dựng với nhau. Thế và tôi được ba người con, hai con trai, một con gái. Thế ba người con này thì đến bây giờ hai người đã nghỉ hưu rồi. Và tôi được như thế là sáu đứa cháu vừa nội vừa ngoại. Thế và đến bây giờ được bốn đứa chắt. Vâng. Vâng ạ. Tôi được sinh ra được bốn cháu trai và một cháu gái. Mà tất cả các cháu, con cháu thì bây giờ đi công tác hết. Như thế là tôi được hai cháu, một trai một gái. Thế bây giờ các cháu thì lại sinh ra được năm đứa con gái thì có cháu là có cháu rồi. Vâng, như vậy là các bà đều đang có cuộc sống vui vẻ, đầm ấm bên con cháu. Nhưng mà 70 năm về trước thì các bà đều là những cô gái còn rất trẻ. Chỉ 18 đôi mươi và bà Chắn là trẻ nhất. Bà Chắn lên đường khi mới 17 tuổi, thưa quý vị. Vậy thì khi đó mới 17 tuổi thôi, bà Chắn đã làm nhiệm vụ gì vậy bà? Lúc bây giờ thì đi con đã về đi Hà Tiến thì phục vụ nhà nước rồi thì về lấy chồng 30 rồi mới đẻ. À. Mọi ký ức đều rất quý giá, 70 năm rồi thưa quý vị. Và hôm nay họ đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay là một nỗ lực rất là lớn. Và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay nữa cho cả ba vị khách mời ngày hôm nay. Vâng, vậy thì đối với bà Hà Thị Khoán, bà có thể chia sẻ về nhiệm vụ của một người dân công hỏa tuyến khi đó bà làm là gì ạ? Trong thời gian mà dân công hỏa tuyến thì trước hết là để vào cái đơn vị chuyên môn đi tải gạo. Mà thì tải gạo rất là nặng. Tải gạo thì trong thời gian đó thì được một thời gian là tải gạo nó đi là ăn uống thì không có, đi thì ngày suốt ngày suốt đêm. Thế sáng ra thì đến cái đơn vị là nghỉ thì ra nấu cơm. Cái nấu cơm thì toàn là ai có người nấu. Thế mới lên được cái đồn giặc nó tấn công đã đi rồi thì mình lên đấy là lấy được cái ống bơ hùng vương đấy. Thế là treo mấy cái sâu nó vào cái đây dây thép, treo lên là đi ra ngoài cánh đồng lên, lấy nước là nấu. Thế lấy nước thì lấy toàn cái nước chân châu thôi. Thế lúc xong mà thôi chết rồi, hôm qua là lấy toàn cái nước chân châu nấu. Vậy thì còn với bà Nguyễn Thị Na, được biết khi đó bà Na làm nhiệm vụ mở đường cho bộ đội. Và bà có thể chia sẻ đây là một cái nhiệm vụ quan trọng như thế nào và làm như thế nào để mà tránh máy bay địch khi đó để đảm bảo an toàn cho huyết mạch giao thông ạ? Tức là đơn vị của tôi là ở cái đầu tiên thì cũng xuất phát từ ở Yên Bái đi qua đèo Lũng Lô xong đi vào đến ngã ba Cò Nòi là cái ngã ba mà ác liệt nhất thì chúng tôi phải quản lý.
Thế bây giờ gọi là giao thông, không gọi là giao thông, mà gọi là mạch máu giao thông. Xuất phát từ chỗ mạch máu giao thông, nên là tất cả chúng tôi phải làm việc là không để cho một cái trường hợp nào ô tô bế tắc cả. Mà địch đánh phá xong thì chúng tôi lại phải ra để san phẳng. Nếu mà đánh vào trung tâm của giao thông thì có khi là phải mở một con đường khác để đi. Thế mà không phải bình thường như thế đâu. Mình vẫn làm ở dưới này, như trên máy bay ở trên là vẫn đánh phá mình. Thế nên là khi làm thế này thì làm mặt đường đây, những cái toa ly này là đều có cái tăng xê, gọi là tăng xê để vào đấy. Thế là khi đánh nhiều thì mình đã phải vào trong để giữ đảm bảo. Vâng, như vậy cháu đang hiểu là chúng ta sẽ linh hoạt đúng không ạ? Linh hoạt khi mà tác chiến, tùy cơ ứng biến. Thì khi đó các bà có lo sợ điều gì hay không ạ? Chúng tôi là một cô gái nông thôn mà ra đi với 17, 18 tuổi. Chỉ biết rằng là vui với nhau để mà rủ nhau đi thôi. Đấy, thế thì đi trên đường đi thì mình biết là mình là đoàn thanh niên xung phong, mà làm như thế là rất là vất vả. Và chân thì không phải là có xe nào, mà thậm chí còn phải đi đất chứ không phải là có dép. Mà bây giờ mà đi là đi đêm nhiều, thế nên là trong cuộc sống vất vả. Ăn uống thì nói chung là thức ăn là chủ yếu là muối là chủ yếu thôi, mới lại cá khô thì chứ không có quá thịt gì đâu. Mà rau thì lấy rau tàu bay, đi nhặt rau tàu bay về để ăn, đi nhặt măng về để ăn, chứ còn không có cái gì cung cấp cho cả. Quyết tâm là đi, trên cái khí thế là không có sợ gì cả, là đi. Khi đi ra thì chuyển gạo, hết cái đợt chuyển gạo xong thì ra đi qua tuần giáo, thì ở cái dốc đèo Pha Lin đấy, tất cả anh em bấy giờ lại chuyển sang trở đạn. Anh nào mà khỏe thì chở vác hòm đạn nhỏ, mà hòm đạn to thì cứ hai người khiêng một cái đi vượt cái đèo Pha Lin cho đến 12 giờ đêm mới lên đỉnh đèo. Lên đến đỉnh đèo thì hôm sau vượt đến đèo thì giả ở bên kia thì giả đạn. Vừa giả đạn xong một cái thì nó mới lộ ra, thì máy bay đến thả bom coi là cháy hết. Bây giờ họ hát tất cả anh em cố lên, là họ hát là bên kia thì hát bên này, thì cứ họ rồi họ dù ta dù khó khăn đến đâu chúng ta cũng cứ vượt qua, không có sợ nề hà cả. Chúng tôi ở cái tuổi là đã là xưa nay hiếm rồi, mà hôm nay lại được ngồi trên cái hội trường thế này thì tôi thấy phấn khởi. Thế nên là tôi cũng kính chúc tất cả các đại biểu là có sức khỏe để lãnh đạo đơn vị ta ngày càng tiến bộ. Vâng, cảm ơn những chia sẻ rất là chân thật, mộc mạc và ý nghĩa của ba vị khách mời đặc biệt ngày hôm nay. Những người lính, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến là người Phú Thọ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 còn sống không nhiều. Những người còn đủ sức khỏe, trí lực, minh mẫn để kể cho chúng ta nghe những câu chuyện về một thời đạn bom, về chiến dịch Điện Biên lại càng hiếm hơn. Vì vậy, những ký ức mà chúng ta vừa nghe chính là những ký ức, những câu chuyện bằng vàng, miền ký ức vô giá về một thời bom đạn. Và 70 năm về trước, chảo lửa Điện Biên chỉ là cảnh tượng hoang tàn, đổ nát, chìm trong khói bom và những đau thương, mất mát của cuộc chiến trường kỳ của cả dân tộc. Còn giờ đây, mảnh đất bom đạn ngày nào đã trở thành thành phố trẻ vươn mình hội nhập, nhưng vẫn lưu giữ những chứng tích, những câu chuyện về một thời hoa lửa. Và mảnh đất Điện Biên hôm nay đang cùng với quân và dân miền Tây Bắc viết tiếp những bản tình ca. Trong nắng vàng đường đàn hương trắng bay gần nắng sao quanh mình như nguồn nước ngả vơi lấp biết sao
Kính thưa quý vị, trong âm vang bài ca 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, thời gian này, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã tổ chức các đoàn trực tiếp tới thăm hỏi, động viên, tặng quà tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến là người con của quê hương Phú Thọ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi cũng rất muốn mời tất cả các nhân chứng lịch sử tới tham gia chương trình. Nhưng do điều kiện sức khỏe, tuổi các ông bà đều đã cao, đường xá đi lại xa xôi. Vì vậy, ban tổ chức chỉ có thể mời đại diện của các nhân chứng lịch sử tham gia chương trình ngày hôm nay. Và thông qua sóng truyền hình trực tiếp, chúng tôi xin được bày tỏ sự tri ân sâu sắc và lòng biết ơn tới thân nhân gia đình liệt sĩ, cựu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, những người đã tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Chúc ông bà luôn thật mạnh khỏe, hạnh phúc, làm chỗ dựa tinh thần cho con cháu và truyền cho thế hệ hôm nay và mai sau những bài học quý giá về tình yêu Tổ quốc. Và ngay sau đây, tỉnh Phú Thọ và các doanh nghiệp tài trợ cũng có những phần quà để tri ân những nhân chứng lịch sử tới tham gia chương trình giao lưu nghệ thuật chính luận bài ca Điện Biên. Thank you.
vươn qua đất tổ chung du nhấp nhô nhấp nhô rừng cỏ đôi trẻ thơ chung du mộng mơ mộng mơ ai anh vươn qua đất tổ sông lô sông reo lòng giao dứt niềm vui con xoan đèo như giục ta đi những mê xích xe lăn vào trong huyền thoại thời đại nào xa xưa mà chiến công như còn đây những mê xích xe lăn vào trong cổ tích vòng vang hùng vương muôn đời tươi sáng mãi trên tháp pháo anh chẳng bạn chiều về treo lững lờ những chiến sĩ xe tăng một thầm còi chiều chung du là một điện biên nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng giải phóng điện biên của đời ta tiến quân trở về. Đã trôi qua, nhưng bài ca Điện Biên sẽ còn vang mãi trong trái tim những người Việt Nam yêu nước khi nhắc tới một chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Âm vang bài ca ấy mãi còn đây như nhắc nhở chúng ta sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh của các bậc cha anh. Và chắc chắn, máu của anh chị, của chúng ta không uổng, mãi xanh tươi đồng ruộng Việt Nam, Mường Thanh, Hồng Cúm, Him Lam, hoa mơ lại trắng, vườn cam lại vàng. Chương trình truyền hình trực tiếp bài ca Điện Biên của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ xin được kết thúc tại đây. Xin được trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu, khách quý,
các nhân chứng lịch sử, các doanh nghiệp, đơn vị tài trợ cùng đông đảo quý khán giả đã tới tham gia và theo dõi chương trình. Một lần nữa, xin chào và hẹn gặp lại! Thank you.